Âm thanh bãi tiếng vương Kiên Giang xin kính chào anh em nha. Hôm nay mình sẽ có một số lo bán cho anh em đây. Trước tiên để mình đi bước đến cặp lo 40 nè. Cặp lo này có y bên hành của Mỹ nha anh em nha. Nè màn của nó nè. Đây. Màn đây. Lo y bên hành. Anh em nào biết chơi lo thì nhìn cái lo này quá quen thuộc này. Nè. Cái logo y bên hành nè. Đây. Lo này khuôn nó khoảng 63 65 nha anh em nha. Mà lo này tiếng thì cực kỳ hay mấy anh em. Cái dòng lo Mỹ này thì nói chung là tiếng hay lắm. Nói với Yamaha rồi thứ mấy anh em. Đừng có con cặp nè. Zin hết em à. Đây. Đây là cái màn đó nè. Đó mấy anh em thấy không? Đó. Cái này hai cặp này giống nhau mấy anh em. À, giống nhau ha. Này lo Yamaha Eminence cũng nói đó mấy anh em. Nhưng mà cái này có Eminence chứ không phải Yamaha. Lo này có Eminence. Cái màn của nó khác hơn nha. Cái màn của nó gân nhiều sóng hơn cái lo Yamaha nha. Eminence thì gân nhiều sóng hơn Yamaha. Yamaha là gân nó ba sóng lớn, còn này nó nhiều sóng nhỏ nè ha. Là Eminence nè ha. Màn zin hết còn đẹp luôn nè, mấy anh em nhìn kỹ biết liền ha. Nè cái sóng nhỏ nè anh em thấy không, màn nó zin hết nè, cái màn nó màu nâu nè ha, zin hết là lo còn zin hết nè mấy anh em. Đó, màn của nó rất đẹp. Nhưng mà đặc biệt cái dòng này là lời của nó rất là hay mấy anh em. Dòng Eminence này cái tiếng của nó rất hay. Dòng lo này lo nó cũng đời cũng lâu rồi nhưng mà nó thiên về lời ha. Mấy anh em hát karaoke làm lo mic làm lo lời rất hay ha. Cặp này là đầu lai nè, mình bán rẻ cho mấy anh em nè, 3 triệu thôi ha. Lo Eminence của Mỹ mấy anh em nha. Cái này đúng là hàng Mỹ nồi luôn á. Cái này Mỹ nồi á, bán 3 triệu ha. Yamaha Eminence. Cái này là Eminence chứ không phải Yamaha. Cái này là yêu lành Mỹ luôn ha. Cái đó mình có một cặp neo 40 rồi mấy anh em. Lo neo. Neo 40. Neo bi mà dòng này rất đẹp mấy anh em. Mấy anh em nhìn sườn của nó nè ha. Sơn cát rất đẹp. Cái đời này đời sau này nó có khe gió nữa mấy anh em. Khe gió trên cool là mát cool nè ha. Lo này cool sắc 70 mấy 80 á. Cool đúng lớn mấy anh em. Mà đặc biệt cái nhện của nó mấy anh em. Cái nhện của nó có cái lớp keo mềm dẻo để bảo vệ nhện luôn á ha. Lớp keo để đây nè, mấy anh em nhìn thấy cái kỹ không ha. Cái lớp keo này nó làm nó bảo nhận, nó làm cho cái nhận nó mềm dẻo mà nó rất là lâu chai mấy anh em ha. À, những cái dòng loa cao cấp nó mới có cái lớp keo niềng này mấy anh em thấy không đó. Đây chiếc này cũng vậy mấy anh em thấy không đó. Có điều kiểu keo niềng mà màn mình sẽ tinh nè, ống ánh là mình thấy anh em thấy không đó. Đặc biệt chiếc loa này còn rất mới mấy anh em, rất mới luôn á. Chiếc lo này hình như nó cũng chưa, mình thấy cũng chưa bắt ốc xài nè, nhưng mà găng nó tẩm dầu nè mấy anh em, cực kỳ thấy không, găng nó tẩm dầu cực kỳ đẹp luôn nè đó. Rồi cái màn của nó mấy anh em nè, nhìn nè, cái sới màn nó rất là xịn ha. Tiếng của nó mình búng vô mình cái màn mình thấy nó ấm mà nó sáng mấy anh em. Và đặc biệt cái màn nó giống như lớp nhung như nè ha. Mình quay cho mấy anh em coi nó rất là đẹp. Lo bãi thì nó khác với lo chợ cho đó mấy anh em. Cái màn giấy của nó rất là xịn ha. Nhìn nè, mấy anh em nhìn rất là xịn nè. Đó. Cặp này giống nhau hết mấy anh em. Mà còn rất mới, rất đẹp luôn mấy anh em nha. Đó. Ha. Đây. Rất mới, rất đẹp mà gân đều tẩm dầu zin của nó nè mấy anh em. Gân tẩm dầu zin của nó luôn mấy anh em nha. Lo BNC này gân tẩm dầu zin nè. À, mình quay nha. Cái này là giống nhau hết mấy anh em. Giống nhau hoàn toàn, giống nhau 100% ha. Nhìn là biết lo bãi nha. Cái màn của nó mấy anh em sở hữu được mấy anh em gờ mới biết nó nhung ha. Cái màn của nó rất là mềm mại cho nên mấy anh em quýnh rất là lâu chai tiếng. Đây cặp này mình bán cho mấy anh em 4.400.000 ha. Lo BNC neo xương đứng nè, cái cát nó rất đẹp mấy anh em. Tới đây mình có một cặp 40 nè, từ 22% nè. Lo này khung xương của Bima nè mấy anh em. Mấy anh em thấy cái lo, mấy cái lo Bima làm khung xương giống gì nè ha. Mà lo này sản xuất năm 2019 mấy anh em. Nó có đời tháng 5 rồi. Lo này từ 22% đây nè. Từ 22% mấy anh em nha. Đây. Từ 22% có cặp này giống nhau hết mấy anh em. Giống nhau hết từ A đến Z luôn á. Đây. Mà từ rất là dày mấy anh em. Từ dày bự nè. Từ dày lớn luôn mấy anh em. Thấy không? Nhìn chiếc lo rất là lực. Cool 100. Từ 22 cool 100 nè. Anh em thấy không? Màn bằng sợi tinh nóng ánh luôn thấy không? Đó.
đây, hai khuôn trăm này đó. Và đặc biệt màng rất là xịn sò mấy anh em, nhìn rất là xịn sò ha. Cái màng gân mà màng gân nó xịn sò. Lo này có thể anh em làm súp cũng được, làm mít lô cũng được nha. Nói chung là lo này thì tiếng khỏi chê rồi. Cái màng của nó nè, anh em nhìn sẽ thấy tinh mà cargo nè, rất đẹp nè ha. Mấy anh em về làm súp làm mít lô cũng được ha. Đây mấy anh em nhìn thấy nè, rất đẹp luôn mấy anh em. Đó đó ha. À, cặp lo này anh em nào mua ha, mình bán cho 3 triệu 400 ngàn ha. Mấy anh em nào mà xài quả tiễn mà thiếu lô đó mấy anh em, về mua cặp này về làm mít lô mấy anh em cũng rất là hay ha. Lo cũng rất là đẹp nè, còn cũng còn mới chưa sử dụng ha. Mít lô hay là làm súp cũng được, mít lô cũng được ha. Lên tiếng của nó thì khỏi bàn, nhà lo còn rất mới rất đẹp, 3 triệu 400 ngàn anh em. Đây thế này mình có một cặp lo 40 nữa anh em, lo này 40 nha mấy anh em ơi, 40 này, lo là 40 nữa. Lo này á thì lo này lo A và D nha mấy anh em. Đây A và D của Đức mấy anh em thấy không, đây nè A và D của Đức đây nè, đó chiếc này cũng A và D luôn, giống nhau hết mấy anh em, A và D của Đức ha. Còn rất đẹp mấy anh em, cái này khuôn 76 từ 190 khuôn 76 mấy anh em nè, lo A và D của Đức nè. Mấy anh em nào biết chơi là nhìn là biết lo A và D của Đức liền ha. Mà đặc biệt á, thằng Đức nó làm á, lo A và D nó làm khung xương này nè, ít có thằng nào giống nó lắm anh em, mà nhìn là biết khung xương của A và D liền ha. Đây mình có một cặp nè, đó khuôn 76 từ 190 mấy anh em, đây ha, còn rất đẹp nè. Nè, màn để lâu nó hơi bị móc móc ha, lao lên bụi rậm nó dính nè, lỗ mũi nó rất đẹp nữa anh em thấy không. Còn có một cặp nè, đó anh em thấy không, giống nhau hết. Còn cặp nè, A và D của Đức ha, cặp này mình bán rẻ luôn mấy anh em nè, 4 triệu 500 ngàn lô A và D của Đức mấy anh em nha. A và D của Đức mấy này tiếng hay lắm anh em, mấy lô A và D nè mấy anh em thở hữu nó mấy mày mấy tiếng nó phóng mà nó sáng phóng tiếng hay lắm. Lô A và D nè ha. Thế đây mình có một chiếc 40 nữa mấy anh em, chiếc này chiếc cũng chiên súp nè ha, màn nè đây, lô này từ 22 quân 100 lo chiên súp ha. Này nè mấy anh em, lo này cao sâu mấy anh em, chiếc này có thể mấy anh em làm súp ha, súp hơi cũng được, súp điện cũng được, cái này cũng súp mấy anh em, lo bình xi nha, chiên súp. Đây lo nè, màng nè ha, cái này keo zin của bình xi nha mấy anh em, keo zin nó cũng còn bụi nè ha, mình cũng chưa qua về mình chưa vệ sinh hơi là còn bụi bặm trên keo nè mấy anh em. Chiếc này có thể anh em làm súp hơi súp điện cũng được các anh em. Đó, cái này cũng súp hơi cũng được nha. Đó, lo này khuôn 100 từ 220 ha. Lo cao sâu nha, lo này xuyên súp. À, chiếc lo này bán 1.8 triệu nè mấy anh em. Đó, 1.8 triệu chiếc lo này. Ha, lo bình xi chuyên súp. Thế đây mình có một cặp một chiếc bình xi nè. Đích 8 lỗ mấy anh em. Lo này cao sâu ha, lo bình xi cái này hàng bãi Trung Quốc mấy anh em. Hàng bãi Trung Quốc nè, quay cho mấy anh em quay xa quay gần cho nó nghe coi. Lo này từ 22 khuôn trăm. Mà đặc biệt mấy dòng này là từ gấp dày. Anh em từ của nó thấy không? Từ dày và từ đen luôn mấy anh em thấy không? Đó, đây. Đó, keo nhện là nhện hai lớp, nhện đôi luôn mấy anh em. Có cái keo dẻo bảo vệ nhện luôn nè. Ha. Cho nên mấy anh em nhìn cái lo này nhìn biết lo bãi liền. Ha, không giống như những lo chợ đâu mấy anh em, nhìn nó cũ kỹ hơn cái lo chợ nhưng mà quýnh tiếng rất hay. Lo mấy lo này cao sâu nè anh em thấy không, đây đó, một chiếc PC 750 bãi Trung Quốc đấy nè, lo còn rất đẹp nè, màn bóng keo zin của PC luôn anh em nhìn ha. Đó chiếc lo rất là cao mấy anh em nha, rất là cao sâu nha, lo đến 6 lỗ này là nó 8 lỗ này là tiếng của nó thì có tiếng rồi, tiếng rất hay ha. Chiếc lo này mình bán 2.2 triệu nè mấy anh em. Đây thấy một chiếc lo cũng PNC đích 8 lỗ nhưng mà chiếc này của ý xịn nè mấy anh em ha. Mấy anh em nhìn màn nè, nhìn cái lớp keo nè ha, mà anh em nhìn keo gâu là biết độ ý xịn ha. Đó mấy anh em nhìn là biết, anh em nào biết chơi là nhìn biết ý xịn ha.
chiếc này của ý xịn thì nó giống như chiếc này thôi, nhưng mà nhìn nó khác, nó khác, nó giống như chiếc Trung Quốc, nhưng mà Trung Quốc nó làm cái giấy này nó cũng không, nhìn nó khác với cái chiếc ý xịn nè ha. Ừ, cũng dày cao bự nè đó. Đây chiếc ý xịn à, nhìn anh em nào nhìn chuyên nghiệp nhìn biết liền à, chứ mình quay là anh em nhìn biết liền đó. Đây ý xịn rồi. Cái loại đời lo này là màn gân nè, màn ba gân, sống ba gân bên em, sống ba gân ha, lo rất đẹp nè. Đây rồi, chiếc này mình bán cho mấy anh em ha, ý xịn là 3,6 triệu nè, còn Trung Quốc hàng bãi nè ha thì nó là 2,2 triệu. Nhưng mà mình nói thật với mấy anh em á, Trung Quốc hàng bãi nó cũng hay hơn hàng mới rất nhiều ha. Hàng hàng mới không bao giờ so sánh được với hàng bãi đâu mấy anh em. Hàng mới mình từ tiết rồi này kia nó giảm lắm, nó nhện đồ. Tất cả các hàng mới mà bán trên ấy thì do mấy anh em đặt theo thị trường giá Việt Nam, cho nên cái đồ nó không có chất lượng nhiều đâu. Anh em nào tìm hiểu sẽ biết ha. Chứ mà có nhiều anh em vô bình luận nó bán mắc hơn hàng mới, nó mình không biết, mấy anh em đó thật sự là không biết rồi ha. Cái đó là mấy anh em đó là không biết hàng bãi như thế nào rồi ha. Cho mới nói vậy. Đây nên một chiếc neo GCF 50 mấy anh em, cái này neo xịn ý nha mấy anh em nha. Đây chiếc này cũng 50 mà nó giống nhau, nhưng mà chiếc này là đời này nè, 18451. Chiếc này là cun lớn mấy anh em, chiếc này chắc cun cỡ 120-125 vậy đó. Chiếc này cun rất lớn nè, chiếc này cun nó khoảng 100 thôi. Đây hai chiếc ha. Chiếc này là made in Italy nè, đều đây. Bên em nhìn sơ nó giống hàng chợ nhưng mà không phải đâu. Nhìn cái từ cái sườn nè, nó làm rất nét ha. Cái độ tiền nè, 4 tiếng nó vang dữ lắm, nhìn là biết liền ha. Nhìn là biết đồ xịn không, nhìn là biết liền mấy anh em. Chiếc này của ý xịn nè, 50 ha. Nhìn sơ là biết liền. Anh em là có sở hữu cái lon này qua nhìn là biết. Biết liền. Đây. Neo nè. Ha, chiếc này đặc biệt, với chiếc lon này rất nhẹ mà cũng rất quy lực mấy anh em ha. Đó. Gần ba sóng lớn mấy anh em, ba sóng lớn nè. Đặc biệt cái màn của nó là Trung Quốc giả, không giống mấy anh em, nhìn là khác liền. Các cái độ keo với độ ấy nó không giống. Đó chiếc này là cun trăm nè, mình bán cho mấy anh em 4,5 triệu nè ha. Còn chiếc này của ý nè, xịn nè, hai chiếc xịn như nhau. Chiếc này cun khoảng 125 á, 120-125 nè. Chiếc này cun lớn nè. Đó mấy anh em không, cái màn gần nó đều giống nhau hết, nhưng mà cái này cun lớn nè, không màn ba sóng anh em thấy không. Đó chiếc này mình bán cho mấy anh em nè, 5,500,000 ha. Chiếc cun 125, 120-125 mấy anh em, cun rất lớn. Cái này trong cổ mình thấy nó lớn vậy thôi, chứ mình dự đoán vậy thôi, chứ mình không biết chính xác nó là như đâu, tại mình không có mở ra nha. Rồi hôm nay mình âm thăm bãi Tiến Phương ha, có một số lo bán cho mấy anh em, giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển mấy anh em nha. Mấy anh em mua thì liên hệ với mình. Mình xin cảm ơn mấy anh em đã xem like của mình. Xin kính chào và hẹn gặp lại video tiếp theo ha. Nói chung nhà mình thì mấy anh em nè. Ồ quá nhiều lo ha. Nhưng mà mình nhắc nhở lên mấy anh em ha. Những cái lo bãi thật thụ nó không có kéo hiệu có gì trên đó nhiều đâu mấy anh em nha. Còn mấy anh em mà mua lo mà để kéo made in Italy, in lần hay là đóng màn đóng số là trên từ trên hiệu nhiều đó, thật sự ra là mấy anh em cũng nên cẩn thận chút nha mấy anh em. Coi chừng hàng mới họ lên nha mấy anh em nha. Rồi, xin cảm ơn mấy anh em.